Hôm nay là ngày 20 20 tháng 4 năm kỷ hợi. Chúng tôi quay cái bàn thờ thổ địa. Chúng ta gọi là bàn thờ thần tài thổ địa, nhân gian gọi là bàn thờ thần tài thổ địa. trên chuyên môn thì gọi là chúng ta quý vị thấy là tù bạo đường tù à, tù có nghĩa là nơi tích tù đó bạo là bạo vật đường là nơi thờ gọi là đường là từ đường đó. đường là cái nhà đấy tuy nhiên là cái từ đường cái nơi trốn phùng thờ thì gọi là tù bạo đường đó là cái nơi thờ để tích tù cái tài vật chúng ta thấy ba cái chữ ba cái chữ hẳn trên cùng đây đây, ba cái chữ hán này gọi là đọc từ bên phải qua trái là tù bảo đường là cái nơi để tích tụ cái tài tài vật của cải Đấy, cái nơi thờ để tích tụ và chúng ta thấy cái câu dựa câu dựa câu dựa là, đây là câu dựa là tiền hầu địa trụ Đấy, bị lấp tiền hầu địa chủ chị dưới là tiền hầu địa chủ tài thần Đây. tiền hầu địa chủ tiền hầu địa chủ tài thần và cái bên này là bên này câu này ngũ chứ ngũ là ngũ ngũ phương ngũ thổ cái long thần bên kia là còn một bên là nhân kiệt Địa linh à, nhân nhân kiệt Địa linh thời à, bên này là tiên cô tiên uh, tiên cảnh nhưng mà chủ yếu chúng ta, hôm nay chúng chúng ta thấy uh, <laughs> rất là nhiều cái uh, youtube của nhiều nơi hướng dẫn về vấn đề thờ thần tài thổ địa à, chúng tôi đã xem qua rất là nhiều hôm nay trên cái kênh youtube à, tết tâm hiệp chúng tôi muốn cổng hiền cho quý vị à, nhiều người đưa ra rất là nhiều cái điều kiến cử rất nhiều cái điều phải làm ở à, trong cái bàn thờ à, thần tài thổ địa nhưng mà không gọi tên được thờ bàn tài thổ địa là vì đa phần mọi người là không biết chữ nho và những người ngay cả những người biết chữ nho thì không biết là cúng về Việt Nam thì có thờ thì có cúng mà có cúng thì phải có văn cúng và văn cúng là sướng như thế nào chứ không phải do là chúng ta phải nhìn dự lão chùi bàn thờ thần tài thổ địa như thế nào cũng phải do chúng ta cũng hương hoa quả như thế nào <laughs> thì chúng ta phải hiểu cái vị thần mà chúng ta được thờ là vị thần nào và chúng ta phải gọi tên được chúng ta phải phải về thích được cái tên của vị thơ đó như thế nào thì đa phần tất cả, cả các youtube tôi thấy là không có cái YouTube nào nói được cái đề này đây hôm nay chúng tôi muốn cống hiến cho quý vị à, quý vị nào mà xem clip này thì à, quý vị sẽ gợi gửi vào cái, uh, cái email email uh, thích Tâm hiệp a gmail.com hoặc là vào cái Facebook uh, thích Tâm Hiệp uh, comment để chúng tôi sẽ trả lời cái tên là ví dụ như trong này chính nhất là nên gọi là trong cái vị chính mà chúng ta đang thở đây là có thần tài và thổ địa thần tài và thổ địa gọi thế như thế nào và thổ địa thì ngoài ra là còn có ngũ phương ngũ thổ long thần thì ngũ phương ngũ thổ long thần là năm vị nào thì đa phần là mọi người tất cả các youtube tôi thấy là cũng nói được cái điều này Đấy. quý vị nhớ cái chính của bán thần tài thổ địa này gọi là tù bạo đường đó, nó tích tù tài của uh, của cải Bảo là bảo vật đó. Bảo là của cải đó. nó tích tù cái nơi thơ để tích tù cái của cải thì gọi là tù bạo đường và cái đối thường ở chính đây là thờ là thần tài và thổ địa ngoài thần tài thổ địa thì còn có năm vị nữa và năm vị đó đa phần mọi người đều không biết tên Đấy. chúng tôi chỉ nói tên thôi à quý vị thấy như ban thơ thành thần tài thôi thì ở đây thì rất là đơn giản có ba hũ một hũ muối một hũ gạo và một hũ nước là thấy ba hũ mũ, 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 hũ muối hũ gạo hũ nước giữa thì có cái bồng bắt thương và nước ba cây nước chúng ta không quá câu nề vào chuyện ba năm <laughs> hay bảy mà thường thường đông phương thì chuồng người con số lẻ chúng ta ba hoặc năm là được rồi nó cần về tháp phương là ba nén hoặc năm nén năm nén là đối tượng cao nhất cho chúng ta tưởng trưng cho ngũ phương Đấy. ba nén là chung Đấy. ba nén là thiên địa thiên thiên địa nhân ba nén cũng là tam bảo Đấy. ba nén uh, tam tài bình hoa đơn giản văn thơ có thể đơn giản nhưng mà vấn đề không đơn giản là chúng ta gọi tên đúng cái đối tượng mà chúng ta đang thơ và chúng ta hiểu đúng cái đối tượng mà chúng ta đang thơ và chỉ cần một nén hương đây là một nén hương và chỉ cần một có thể là một một ngọn nến thế là đủ cái đủ ở nhất ở đây là chúng ta phải hiểu như thế nào ví dụ như chúng ta thổ quý vị biết mà cái vị mà có cầm cái nén nén vàng đã phần mọi người đều phân biệt được là cái vị mà cầm cái nén vàng này là thần tài chúng ta chỉ biết là thần tài <laughs> chúng ta không biết gọi tên thần tài bằng cái tên như thế nào khi chúng ta lễ chúng ta chúng ta biết đây là thổ địa nhưng mà chúng ta gọi tên thổ địa như thế nào thì thổ địa thì quý vị khấn thì hôm nay con gia chủ con tên họ tên ngày tháng năm sinh đang ở tại đâu thắp nén hương dân hoa và ngự nguyện quý vị thì nhất là bộn thổ thổ địa quý vị nhất nhớ là thần tài thần tài hay là, là thần tài thổ địa thì đều là thổ địa cả vì thứ nhất là bộn thổ thổ địa chánh thần vì nhờ cái tên này, tên gọi này rất là quan trọng Chánh thân thì đi ngược lại với ta thân à, Địa là đất Chữ bộn Chữ bộn là gốc Tức là cái đất ngay chỗ này Đất gốc, cái đất gốc ngay đến chỗ này à, Thổ là đất Mà địa cũng là đất à, Bộn thổ là thổ địa Chúng ta phải thổ địa Tại à, từ bộn thổ thổ địa là cái, cái, cái đất ngay chúng đất, đất gốc đất ngay chúng ta đang ở và đây là vì chánh thân thì quý vị biết là trong nhân gian thì có chánh thần và có tà thần Làm sao để chúng ta hấp dẫn và chúng ta tích tụ tài của Mà do chúng ta, do cái vị chánh thần ủng hộ Chúng ta sống trên đất Một chúng ta xúc phạm vào đất Chúng ta không tôn trọng và không tâm huyết với mảnh đất mình sống à, chúng ta không uh, trồng cây cối ở trên đất đấy Chúng ta không tạo sinh khí ở trên đất đấy Mà chúng ta có thể vứt những rác bệnh Ví dụ rất nhiều gia đình có thể sẵn sàng vứt cái rác bẩn ra đường những công ty có thể thà, thà, sẵn sàng thả, thải các cái ra cái môi trường ra đất nhiệm thì chúng ta không dứt khoát chúng ta có thơ lớn đến đâu đến nữa thì chúng ta cũng không nhận được cái sự yểm trợ của vị gọi là bổn thổ thổ địa chánh thần mà chúng ta có hấp dẫn được thì hấp dẫn được ta thân chúng ta nhớ điều đấy ta thân rất nhiều cái youtube nói rằng là À, thơ như thế nào sơ thì về sau đừng có để tầm gương đừng có để tầm kính sẽ bị phản chiếu rồi phóng thủy tất cả những thứ đấy là những thứ chúng ta nói không chính vào nó không nói chính vào nội dung tôi xin nhắc lại quý vị là có thơ thì có cúng mà có cúng thì có văn cúng và văn cúng đã tồn tại nhiều trăm năm và cái lời cúng này như tồn tại nhiều ngàn năm với người Việt Chứ không phải đơn giản là do chúng ta tin vào phong thủy Tin vào hôm nay chúng ta mới có điều đấy Nên quý vị tôi nhắc lại là Cái vị thứ nhất là bộn thổ thổ địa chánh thần Chúng ta sống mà chúng ta tôn trọng cái môi trường ở đó Chúng ta biết trồng cây để bồi đắp vào đó Chúng ta tôn cái, Thì đó là chúng ta đang tôn trọng thổ địa Cái đất Chẳng như trong đọc Phật ta nói rằng là đất là địa tạng có một vị bồ tát để gìn giữ trái đất và địa tạng chính là đất địa là đất tàng là chứa bất cứ cái gì chúng ta đổ vào đất đất cũng chứa nhưng mà có những thứ chứa trong đất để rồi làm cho đất được màu mỡ cho đất được tươi tốt ví dụ như chúng ta trồng cây thì ở phía trên thì nó nhả oxy nhả oxy rất là tốt cho con người và phía dưới lòng đất nó giữ được nước chúng ta làm chúng ta trồng chúng ta nhiều thứ vào đất nhưng mà làm cho đất nó, nó bị hoen ổ bị khô cằn thì đó là chúng ta đang phàm vào cái vì gọi là vì là thổ địa chánh thần vì thổ địa thứ hai mà quý vị khấn là bổn thổ chúng con xin ngài bổn thổ thổ địa phúc đức tài thần là hai vị thần mà chúng ta cần phải khấn đa phần mọi người chỉ khấn chung chung cho mọi người không phân biệt khấn và cái câu chung chung thứ hai là bên này là ngũ phương của vị thấy ngũ phương ngũ thổ thì ngũ phương là chúng ta khấn là khấn là phùng vị là có như chữ vị và chữ chữ là nhiều trong cái tiền trần chữ nhỏ chị cổ ngựa là chứ là nhiều. Chứ vị ngũ phương, Long thần, Thổ uh, Long thần thổ địa, Chủ trật địa mạch thần quang. Còn quý vị nào mà muốn biết rõ hơn là về những cái đông phương, chúng ta có năm phương thì gọi là đông phương, đông phương là màu xanh, nam phương là màu đỏ, tây phương là màu trắng bắc phương là màu đen trung ương là màu vàng thì trung ương hoàng đế bắc phương hắc đế tây phương bạch đế nam phương xích đế hoặc đông phương thanh đế thì quý vị muốn biết thì quý vị sẽ email về cho chúng tôi qua cái email là thích tâm hiệp a gmail com viết thường không dấu thì chúng tôi sẽ, 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 sẽ phản hồi cho quý vị tên rõ ràng cái bài khấn về từng vị như thế nào và chúng tôi không muốn nói lên đây vì chúng tôi thấy biết rằng là rất là nhiều người ở trên YouTube thẳng sang à à à à lấy cái nội dung đó để làm nhưng mà không hiểu. Thì đó là một điều cản vì quý thấy cái câu này rất là quan trọng nhấn kiệt địa linh trong đất chúng ta thì tôi nhắc lại với quý vị là ví dụ như chúng ta khánh là đông phương thanh để của di tượng quân là bắc phương xích đệ ban tượng quân chẳng hạn quý vị có từng vị tự nhiên là năm phương có năm vị từng tương ứng với năm màu Đấy. Và năm vào là có vị năm vị tướng quân để cai quản năm phương và chúng ta biết được muốn quý vị muốn biết được cho rõ ràng thì quý vị cái bài khấn này thì quý vị comment về thì chúng tôi sẽ Sẽ, sẽ phản hồi cho quý vị nguyên cái bài khấn từng vị tên chúng tôi nhắc lại nhắc lại cái vị thứ hai là bốn thổ thổ địa quý vị nên nhớ rằng hai vị này đều là thổ địa nhưng mà một bên là thổ địa chẳng thần Một bên là thổ địa phúc đức tài thần Còn từ cái vị tài thân á Cái vị tài thần á Là đi đôi với chữ phúc đức Nếu không có phúc đức Thì chúng ta không thu được tài bảo Nên nói, nói vì, vì phong thủy Vì kiên cử Tôi thấy rất là nhiều youtube là, là vì kiên cử Mười điều này thì tài tài vào như nước kiên cử không có Đó là điều chúng ta là chỉ soàn ra Và nói cho nghe hấp dẫn Còn nó không đi thực Đấy, hôm nay chúng tôi muốn quay lại cái này hướng dẫn là quý vị phúc đức là đi với tài thần tài thần là cái cái tài bảo cái tài vật cái cuộn cải của thế gian nó luôn luôn là đến cùng với phúc đức những người mà làm mà phí phúc đức thì không bao giờ thu hút được Thân tựu của vị đấy là tù bạo đường mà cái nơi tích tù cuộn cải cái nơi thờ để làm cho tích tù cuộn cải mà tích tù cuộn cải là phải đến từ phúc đức thì nó mà lâu dài nó gọi là trường à. vì cái vị thứ nhất vị thứ nhất là bộn thổ thổ địa chánh thần vì là vị thứ hai là bộn thổ thổ địa phúc đức tài thần thì hai vị đều là thổ địa cả nhưng mà một bên vị thổ địa là một vị chánh thần còn một bên à, những điều chánh chánh và những điều phúc đức đấy bộn thổ thổ địa phúc đức tài thần thành muốn tích tụ được của cải vật chất của thế gian của cải vật chất thì chúng ta phải đi đôi về chữ phúc đức và đi đôi về việc chánh chánh à, thành thì chánh chánh, chánh chánh đối với vị thổ địa này là gì chúng ta sống trên đất thì chúng ta phải sinh trợ và chúng ta phải yêu mến người mảnh đất đấy <laughs> quý trọng người mảnh đất đấy quý trọng bằng cách gì chúng ta sẽ biết trồng cây trồng cây là để làm giao cho đất trồng cây để chúng ta tiếp tục bồi đắp vào đất đó là một nét văn hóa tâm linh tâm linh không thể tách rời khỏi văn hóa mà văn hóa không thể tách rời khỏi tâm linh văn hóa mà có tâm linh có nghĩa là văn hóa một thứ văn hóa nó có chiều sâu chiều sâu và rất sâu nó cắm rễ rất sâu vào trong lòng mạch của nội tài sức mạnh nội tâm của con người văn hóa mà không có chiều sâu của tâm không có tâm linh đó là một thứ văn hóa càn cợt nó không cắm rễ được vào trong chiều sâu nội tài tâm của đời sống nên thì văn hóa là đi đôi về tâm linh thì đôi khi mà chúng ta thơ thổ địa và chúng ta tới thổ bộn thổ bộn là gốc mà địa là đất tất nhiên là vì thân có gốc gác ở trong đất của chúng ta mà đó là vì chánh thần nên chúng ta ở trong đất thì chúng ta phải biết không xâm phạm vào đất đấy vì đất mà không phải phần đất của chúng ta mà chúng ta lấn chẳng hạn thì đó là cũng không, 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 không được sự giá cổ sự sự giá hồ của vị gọi là của vị chân thân này đất chúng ta phàm vào cụ công Giờ nhất đất mà chúng ta không đến từ mua bán uh, thỏa thuận với nhau những về chủ cụ chủ mới giữa mình với là pháp luật về công công luận chẳng hạn thì đó chúng ta cũng hưởng được cái sự uh, yểm trợ của vị chân thần Vì vị thứ hai thì nó là cái vị thứ hai là bổn thổ thội địa phúc đức tài thần chứ tài thần là đi đôi với phúc đức cái tức như là cái của cải luôn luôn đi của cải của cải mà được tích tụ ở đây gọi là tù bạo đường thì luôn luôn đi đôi với 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 với, với phúc đức thành thì ai cũng mong muốn điều này nhưng mà cái chính ở trong vấn đề thơ thanh tài thội địa là chúng ta ít nói về điều này Chúng tôi có một lần đi qua Trung Hoa Chúng tôi thấy trong một cái đền lông mậu Có hai cái miếu gọi là cái, cái miếu là hạnh phúc và cái miếu là phúc đức à, Phúc đức tư và hạnh phúc tư, người thầy rất là độc đáo à, Cái đền là thờ phúc đức và đền là thờ hạnh phúc à, Trở thành từ cái tục mà thờ thần tài thổ địa là một cái tục trong nhân gian hoàn toàn không phải là mê tín Tôi rất Tâm Đắc khi Thiền Sư Nhất Thành Ngài nói rằng là có như giới thiệu với người Tây Phương trong vấn đề là chúng tôi từ nhiều ngàn năm trước người Việt chúng tôi là có cái tục là thờ thổ địa tức như là thờ đất người là chúng ta đến ở đâu thì chúng ta lễ đầu tiên là chúng ta phải lễ bộn thổ thổ địa tức như là chúng ta chúng ta nói rằng chúng ta tự hứa rằng chúng ta tôn trọng người sinh môi ở đó chúng ta sẽ có một cái cam kết rằng chúng ta sống ở cái trong người mảnh đất này một cách hòa bình bình an và trọng về tất cả lòng tôn trọng người đất này thì gọi là thổ địa chúng ta thơ là thơ là gì à, tôi có cái định nghĩa về chữ thơ thơ là sống chung với tất cả niềm tôn kính thì gọi là thơ cái tiếng thơ trong quan niệm văn hóa tâm linh của người việt là như vậy và đấy mới là điều chính để chúng ta hiểu được chẳng phải chúng ta thờ để cầu tài lộc chúng ta làm mọi cách để chúng ta có của cải không có chuyện đó vì chỉ chúng ta làm mọi cách mà tích tụ của cải thì mà mà chúng ta không làm trên bằng cái phúc đức thì đó không phải là tù bảo đường. Đó không phải chính là nơi thờ này. Nhà tù nhà tụ bảo đường là nơi tích tụ của cải. Cái nơi thờ <laughs> để tích tụ của cải. Mà nơi thờ tích tụ của cải là được tích tụ trên nền của phúc đức và trên nền của điều chánh chánh. Nên hai vị này được gọi là chánh thành và phúc đức tài thành. Đây cái vị này gọi là phúc đức tài thành. Và vị này được gọi là chánh thành tự nhiên là vị những vị thần chánh chấn để cai quản dinh dự trên cái mảnh đất mà chúng ta đang ở và vị thần vị thần mà là 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 là, là, giữ cái của cải bằng phúc đức và tạo ra của cải bằng phúc đức <laughs> vì nhớ điều đấy đây là thần tài tự nhiên là vị thần mà dinh dự và tạo ra của cải bằng phúc đức còn bên đây là thổ địa chánh thần là vị thần đất À, vì thần đất mà mà, mà vì thần đất gìn à, giữ cái sự chấn chấn à, trong cái lối sống của chúng ta đối với mặt đất mà chúng ta đang sống Đấy, vì này gọi là tôi xin nhắc lại rằng là bổn thổ thổ địa hai vị đều thổ địa bổn thổ thổ địa chấn thần và bổn thổ thổ địa phúc đức tài thần quý vị nào xem cái youtube này trên cái kênh uh, youtube uh, Thích tâm hiệp rồi quý vị uh, gửi về cho chúng tôi uh, Uh, thích Tâm Hiệp, a uh, gmail.com hoặc là comment vào từ trên cái uh, messenger của Facebook Thích Tâm Hiệp hoặc là trên chính cái uh, YouTube này thì chúng tôi sẽ 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 vì chúng có có trực tuyến tư nên chúng tôi sẽ gửi lại phục hồi uh, phản hồi lại cái vấn cúng của đông nam đông phương nam phương tây phương bắc phương uh, trung ương để quý vị biết là cái vị tướng quân mà cái quản cái uh, cái cái phía đông phương tên gì vì mà tướng quân mà cai quản về cái phương nam á à, là à, tên gì và cái vị tướng quân mà cai quản là phương tây là tên gì và vì tướng quân mà cai quản về bắc phương là tên gì và vì à, tướng quân để quay quản về trung ương là là phương gì thì quý vị à, à, tôi nhắc lại là thích tâm hiệp at à gmail com thì chúng tôi sẽ 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 phản hồi tên tuổi đầy đủ để khấn vái của quý vị cho quý vị biết